Buka Dinh Tuấn Kiệt bí mật làm hôn lễ, về chung một nhà sau thời gian dài hẹn hò. Khán giả mới đây xôn xao trước khoảnh khắc được cho là cặp đôi Buka và Dinh Tuấn Kiệt đã về chung một nhà. Đặc biệt trong bức hình, nữ diễn viên mặc trang phục tông màu đỏ truyền thống, Dinh Tuấn Kiệt mặc vest màu trắng lịch lãm. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là hình ảnh được chụp trong một chương trình truyền hình mà cặp đôi tham gia. Những khán giả yêu thích cặp đôi này bày tỏ sự hào hứng và hy vọng cả hai sẽ sớm có ngày này trong tương lai. Tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ, Buka và Dinh Tuấn Kiệt là hai nhân vật gây chú ý vì vướng tin đồn hẹn hò trong suốt thời gian qua. Đặc biệt hơn, diễn viên Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm và Lâm Vĩ Dạ cũng thản nhiên công khai nhắc đến chuyện tình cảm của cặp đôi. Cụ thể, Lâm Vĩ Dạ hỏi Dinh Tuấn Kiệt, Dinh dính gì tới miền Tây? Trường Giang đã nhanh chóng lên tiếng, quê ngoại bên Đồng Tháp mà. Lê Dương Bảo Lâm cũng ngay lập tức tiếp lời, quê vợ miền Tây luôn. Được biết, quê của nữ diễn viên Buka ở Đồng Tháp. Giang sau định đám đang ẩn ý nói quê vợ của Dinh Tuấn Kiệt chính là quê của Buka. Chưa dừng lại ở đó, Trường Giang còn nhắc đến tên Buka chính là bà xã tương lai. Vợ chưa cưới thì đâu biết mà quê, khi nào nó lấy Buka mới biết chứ. Câu nói này đã khiến cặp đôi sững sờ bất ngờ. Buka liền ngượng ngùng, nói cái gì mà không có nói sau lưng luôn, nói thẳng tắp vào mặt luôn á. Buka từng nhận xét về Dinh Tuấn Kiệt là người hiền lành và chân thật. Nữ diễn viên còn tiết lộ về hình mẫu chồng lý tưởng. Từ trước tới giờ, tôi chỉ thích yêu người trong nghề. Vì đặc thù công việc, tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn diễn nam. Nếu bạn trai không hiểu sẽ dẫn đến ghen tuông. Mỗi bạn trai của tôi là người đàn ông chững chạc, trưởng thành, không quan trọng tuổi tác. Dinh Tuấn Kiệt cũng từng tiết lộ về gu nữ kia. Tôi thích bạn gái cá tính, chững chạc, trưởng thành và nấu ăn ngon. Tôi từng rất sợ yêu người trong nghề vì không có thời gian nhiều. Thời gian qua, dù liên tục để lộ bằng chứng hẹn hò, nhưng cặp đôi vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận. Người hâm mộ đang rất mong chờ tin vui từ cặp đôi này.